Mến chào các chị đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an, thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay em sẽ kho cá kho măng. Thì ở đây em có một con cá này, em cắt làm 4. Đó, sạch sẽ rồi, làm sạch hết rồi cả nhà. Còn phía bên đây thì em có măng khô, thì em cũng luộc qua rồi, luộc qua cho nó ra cái mùi măng á. Đó, nó bớt. Bây giờ bắt đầu em sẽ ướp cá nha. Đây là em có giã cái củ hành tím á, với ớt á. Đó, em bỏ vô đây em sẽ ướp cho nó thơm mà nó cay nữa, cho nó ngon nha, mà không nó tanh nữa cả nhà. Rồi, em sẽ để nước mắm vô. Đây, khoảng một muỗng nước mắm. Nếm gia vị, đây em để đường, khoảng một muỗng cà phê đường, chút xíu muối, chút xíu ngọt. Đó, gia vị em pha sẵn rồi, em để vô cùng vậy nha cả nhà. Sẽ để thêm một chút xíu dầu ăn. Sau cùng thì em sẽ để một chút xíu màu thắng caramel, để được cho con cá nó được đen lên một chút xíu, còn không con cá nó trắng nhìn không có được đẹp mắt á. Rồi bắt đầu em sẽ trộn lên cho nó đều. Bây giờ em bắt cái chảo lên nè, nóng rồi. Bây giờ em để dầu ăn vô, để em xào măng cho nó thơm nha. Em sẽ để miếng tỏi vô, em xi cho nó thơm lên, cho nó thiệt là thơm nha. Rồi mình để măng vô mình xào thì nó cũng đã thơm lắm rồi. Bây giờ em sẽ để măng vô, mình trộn lên. Rồi mình nêm nếm gia vị vô đây luôn, để cho nó thấm cái măng này nè. Bắt đầu em để gia vị vô, muối đường bột ngọt. Rồi sau đó sẽ trộn cho nó đều. Cái măng ăn rất là ngon nha. Măng này mình nấu sườn heo hoặc là hầm đuôi bò cũng ngon nữa. Món gì chế biến món măng này cũng ngon hết á. Thì em cũng để khoảng lâu rồi, cũng 55 phút rồi. Giờ em sẽ để nước vô. Đó, để khoảng này là cái măng mình sẽ được thấm ngon hơn nữa. Rồi sau đó cái này nè, em để em sắp cá vô đây luôn nha cả nhà. Đó, cái đầu cá sẽ để vô từng khúc vô. Mình dắt cái cá sẽ xuống dưới. Cá kho măng, cá nục kho măng. Đây cá thì chỉ có hai em với ông hai vợ chồng ăn thôi. Hai vợ chồng ăn thôi, con thấy em không có ăn á. Cho nên làm nhiều thì sẽ ăn đồ cũ. Cũng thì ngán. Đây còn cái nước này chế lên luôn. Đây, phần cá kho cũng đã chín rồi, cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ bắt đầu ăn cơm nha cả nhà. Giờ em múc ra rồi ăn cơm. Cá ra, dĩa. Wow, ngon quá, ngon luôn nè cả nhà ơi. Wow, khói. Khói mù mịt luôn. Đây là khúc đầu. Dạ, múc cho dĩa đây nè. Chào các chị nha. Mời các chị ăn cơm với em cá nục kho măng nha. Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú ăn hết không? Thầy bữa nay em ăn cái nục kho măng nè. Măng đây. Ăn cơm cái nục. Con nước con mình không ăn cá. Thì có chưa ông? Có vợ chồng em ăn cá thôi. Ở đây con em ăn món gì? Cái này món gì? Món gì cá nói gì? Đây. Còn em ăn này với lại ăn loại này, hai loại thôi. Nếu con em ăn cơm là ăn cơm chung là biết ra cái ai ăn giống tụi nó không? Măng ngon quá, măng còn rậm không? Ăn đi. Sao đấy, em bỏ nữa ăn đi con. Bỏ nữa nha. Ờ, coi luôn papa. Đó, mình đi ăn cơm. Mấy đứa con mình tuổi giờ tuổi đang lớn lắm, nó ăn mạnh lắm. Giống như mình ngày xưa vậy. Cá rất là ngon này đó, thấy không? Thịt ngon gì đâu luôn á.
Đó. Ớt thôi chú. Cá nó rất là béo nha mấy chị. Cá béo màu quá. Măng thì giòn được chụp chụp luôn. Rất là ngon. Ngon quá. Ngon không chị? Ngon không Trang? Dạ. Ngon ha. Lấy bao nhiêu nè ăn à? Dạ. Mình cho miếng nước kế luôn nha. Nước kế vô nó mặn mặn mặn, ăn cho đã. Bụng cá ngon béo. Món cá không ăn rất là lẹ luôn nữa. Nó ăn gọn lẹ. Cá em ướp khoảng để đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi sau đó em mới kho nha cả nhà. Thì cá nó mới thấm ở trong con cá được. Con bẻ rồi đi ông Khang cho nó dễ có ăn. Vâng. Mà ngon không? Cái này ăn mang nhiều hơn cá luôn á, nhiều hơn cơm luôn. Ngon. Ăn món lên mới không? Vừa ăn cơm, vừa ăn bít ra. Vậy mà ăn ngon á. Mấy chị kêu em lên ngồi ăn nè. Quay phim rồi. Đây, cái ớt tăng thánh. Ăn khó chớ ra luôn. Để luôn, chấm ớt để đâu. Những cái dĩa đại. Nhưng măng dĩa đại. Hết xương ra. Ngon quá. Cá không ăn. Nhanh chắc nhói. Ở đây thiếu canh rồi. Ở đây thiếu canh. Cho ăn măng con? Dạ. Ăn măng không? Dạ. Ngon lắm, ăn thử đi con, một chút xíu thôi. Con ăn quýt tê được rồi, con ăn nhiều luôn á, ăn hoài luôn á. Có thể hiểu. Măng mì nấu canh á, hầm á, xương á. Nấu cái kẻ nó quen. Ăn bớt coi dễ mang luôn. Hiếu ăn cơm Hiếu. Đó lấy cơm thì ngon. Ôi nước đậu nành nó đóng hết rồi. Nó hư hả? Non không có con. Tại nãy con uống con không có lắc cái chai lên nó hiểu không? Ăn kế chứ mang đằng no à. Khỏi cần cơm. Sao con không thấy nó trong cái này nhẹ hả? Thì hâm trong cái kia. Nó nướng trong cái quả không? Không ngon hả? Nước cái này nó không ngon bằng chỗ kia đúng không? Hả? Nướng gì nó giòn hơn đúng không? Bữa cơm có cá có rau. Cay quá. Cay gấp hai luôn.
rồi cá. Ngon quá. Ngon hay không? Cá ăn gì thấy cũng ngon hết á. Khỏi nói ngon gì, con cũng ngon hết á. Ngon vậy? Món nào Khang cũng ngon hết á. Món nào hỏi Khang, Khang cũng nói ngon á. Rồi, giờ em kết thúc video nha. Em chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an, thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh em đi cuộc sống Pháp. Mấy anh chị thấy video hay cho em xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký và một cái bình luận ở dưới nha. Hẹn mấy anh chị video tiếp theo. Con chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Con hẹn ông bà cô chú video tiếp theo. Con xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký. Bye bye. Bye bye cả nhà. Hẹn video tiếp theo.